Vui quá nhỉ. Phải huy động đóng 4 làn cơ. Đúng rồi. Chị em hỏi chị một chút là chị có ý kiến về cái trạm VOT ở số 1 quốc lộ 5 này ạ? Cái thứ nhất là tôi cũng chưa biết là cái trạm này, trước tiên là tôi đi từ Nam Định về Thái Bình. Tôi thể theo đúng sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Bảo Đông, nói là không có mất tiền của VOT Mỹ Lộc và Tân Lệ thì đi qua đường 39B để về được Thái Bình. Đi Nam Định thì phải vòng qua đường này để về Thái Bình. Nhưng trên đường tôi đi là tôi thấy rất là xa, là tôi phát hiện ra rất nhiều sai phạm của VOT quốc lộ 5 này. Cái thứ nhất là bên quốc lộ 5 là đã được hoàn tất thu phí từ năm 2006 và bằng hoàn vốn rồi. Bây giờ các ông ấy thu tiếp cho cao tốc Hà Nội Hải Phòng, mà Hà Nội Hải Phòng thì từ 2009 phê duyệt dự án là 2007 45.000 tỷ, 23% của 45.000 tỷ. Sau đấy các bố là tiếp tục thu từ 2009 đến 2016 được 1.700 tỷ để các bố làm cho cao tốc Hà Nội Hải Phòng kia. Nhưng mà có ai sử dụng Hà Nội Hải Phòng đâu mà lại đi trả tiền cho Hà Nội Hải Phòng ở đây. Dạ vâng, ý chị là có phải là hiện giờ bot quốc lộ 5A này là đang thu phí bù cho quốc lộ đường cao tốc 5B đúng không ạ? Nếu như mà theo ta trước là 23% mà lên bây giờ đến 39,5% là chúng ta sẽ phải, nếu theo quyết định của nhà nước thì chúng ta sẽ phải
Dạ, thế vâng. Thì đời mình sẽ không hết và đến đời con mình nữa cũng không hết cho cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Dạ vâng, cảm ơn. 23% của 45.000 tỷ và bây giờ các ông ấy lại duyệt tăng lên thành 39% của 45.000 tỷ. Dạ. Nếu như vậy là chúng ta sẽ phải trả phí trong tầm 92 năm. Nếu theo như thế này. Như vậy là đời con cháu chúng ta vẫn phải mất những cái trong khoản khi đấy phí. Là đường thì xuống cấp. Các ông ấy thu phí để làm quốc lộ kia nhưng các ông lại bỏ tiền phí đường bộ mà chúng ta bảo trì phí đường bộ mà chúng ta nộp vào nhà nước để cho các bố lại sử dụng vào đây, tức là phí trồng phí và lấy cái tiền nọ sử dụng vào việc mục đích nó sai mục đích. Chúng ta đã nộp phí bảo trì đường bộ nhưng các bố lại lấy cái tiền này để đi làm đường khác, rất là bất hợp lý. Vâng, cảm ơn chị. Anh em lái xe cũng rất muốn là ủng hộ. Tôi tuyên bố thẳng là Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phải ra đây trả tiền cho tôi đi. Dạ vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Này, anh em lái xe sẽ cố gắng ủng hộ cùng chị. Bộ trưởng chị. Bộ Giao thông và Thứ trưởng Bộ Giao thông phải ra đây trả tiền cho chúng tôi đi. Nguyễn Ngọc Đông. Rất là bố láo. Chúng tôi đi từ Thái Bình sang Nam Định này, bố Thứ trưởng bố chả biết gì cả. Ôi, chị xe ra thăm tao không? Không, xe nó đây đi đâu mà quẹt vào mình cũng lại ảnh hưởng đến mình thôi chứ đây, không ảnh hưởng người khác đâu. Sao? Đây, anh đứng vào bên trong, ngoài đứng vào trong rồi sát. Các anh cẩn thận nhá. Các anh đứng ngoài đường cẩn thận ạ. Các anh này, các anh chỉ làm nhiệm vụ gọi là phân luồng giao thông và đảm bảo trật tự thôi. Chúng ta cứ đảm bảo đúng theo yêu cầu của pháp luật. Đòi hỏi quyền lợi chính đáng, không ai cấm động vào các bạn cả. Vâng, còn vâng. Cái vụ mà hôm nọ ai mà bẻ gương ấy, với lại cướp điện thoại ấy, những cái đấy thì các bạn cứ cung cấp lại các clip để làm cho đúng quy định của pháp luật. Vâng, em cảm ơn chị, em sẽ hỏi anh em lái xe tiếp theo ạ. Thấy bot vào trong đấy biết từng mai tôi biết nội dung gì làm việc đúng không? Cần cái bản không đây các bạn đang đi Thái Bình phải sang đây bởi vì là cái lão thứ trưởng nó bảo rồi muốn đi Nam Định về Thái Bình là không cứ đi qua không mất phí thì đi qua đường này nên chúng tôi phải đi qua đường này mà nếu như vậy là Thái Bình với Nam Định là tràn qua là ngày mai là sẽ tràn dân rất đông. Mà sẽ đi qua đường này để về Thái Bình. Nam Định sẽ tàn con rất đông để đi về Thái Bình. Và ngày mai nếu khả năng là theo tôi tiên đoán là nếu như mà sạn này mà nó trốn này, cái ai mà lực lượng chức năng mà hay là cái người mà có quyền hành ở đây mà không trả lời thỏa đáng, ngày mai Nam Định sẽ tăng lên rất đông. Đứng gọn vào trong, đứng gọn vào trong. Đứng gọn vào trong. Đây em đứng gọn vào trong. Anh ơi, gửi nhân viên bác nhá, cấm chúng tôi live stream và ghi lại hình ảnh ở những nơi bí mật quốc phòng an ninh. Còn ở đây không có cái gì cả, đây là dân sự và chúng tôi yêu cầu công khai hình ảnh minh bạch để cho tất cả người dân biết được thông tin. Các anh đúng như vậy, nếu như mà các anh đúng nhá, chúng tôi sẵn sàng chấp hành phí giá đỗ đều của các anh. Còn nếu mà các anh sai thì các anh phải giải thích với chúng tôi chứ. Chúng tôi chỉ có yêu cầu là đúng và sai thôi. Chúng tôi không có yêu cầu đổi trắng thay đen. Chúng tôi yêu cầu đúng và sai. Nếu các anh trả lời đúng, chị ok. Ôi, chị cái gì? Ông vào đây tôi vừa làm hỏi ông, không chẳng trả lời. Hôm nay có thể cướp rồi, hôm qua cướp. Không sợ cướp, đây các lực lượng chức năng ở đây đảm bảo cho chúng ta là không sợ cướp. Làm gì có cướp ở đây? Cướp ở đây, bắt đầu. Đúng rồi, hôm qua là em được làm việc, em được ai xin hỏi, anh thấy có. Được, hôm qua em làm trước mà, hôm qua nằm trước vào tập đồng là được luôn. Các anh được nhận,
ở đây về công việc. Chuyện là phản đối cái trạm này nó thu sai tiền của nhân dân quá nhiều. À, tức là thu cao anh? Không phải thu cao mà coi như đáng là không được thu ấy. Đây là nó thu láo. Bác hiểu không? Đấy, nên là bây giờ phải đề nghị coi như là đưa lên như này để cho mọi người biết. Cho người ta biết rõ ràng vào. Hôm nay là cả tất cả anh em coi như là đang cả anh em Thái Bình các thứ là lên đây để toàn Thái Bình hết à? Để xem là lại BOT à? Để các anh ấy là xem là giải quyết xem. Hỏi xem là cái bot này không biết là bot này ai cho phép được thu tiền của người dân bao nhiêu năm nay rồi. Hỏi xem anh em ở đây ai có nhiều xe ô tô mang đây tôi mượn khoảng 20 cái tôi chặn bố đường lại cho chẳng ai đi nữa thì là xong hết. Cuộc chiến của trạm bot coi như là đường 5 hôm nay đã bắt đầu vào cuộc. Đề nghị mọi anh em chuẩn bị ghe xem nếu mà thành công thì ngày mai mình đi mình sẽ không phải đóng phí cho bọn này nữa. Đỡ mất đi một khoản tiền. Mọi người dân đỡ mất đi một khoản tiền để trả thêm cho coi như là lái xe và tiền cước. Tất cả mọi người đều được hưởng dù có ô tô hay không có ô tô nhá. Nghỉ để cho nghỉ. Hôm nay mọi người mới bắt đầu đi đòi lại quyền lợi của mình. Dù rằng hôm nay là ngày đầu tiên nhưng mà cũng chưa được nhiều anh em ủng hộ cho lắm. Chưa được nhiều người lên đây ủng hộ.
mình muốn cho tất cả mọi người dân cả nước cùng được hưởng cái niềm vui, để nếu mà mình sẽ không bị mất phí cho những thành phần lợi ích nhóm này. Rất nhiều anh chị em ở khu vực đã làm cho trạm Tân Đại hôm nay cũng lên đây có mặt để cùng ủng hộ cho những người dân ở khu vực trên Hưng Yên này. Tất cả anh em nhìn nhá, xe đi qua là có những xe mà người ta hiểu thì người ta sẽ không bị mất tiền và người ta cứ đi thôi. Tất cả anh em đi qua nếu muốn ủng hộ thì sẽ không mua vé để mình lên đường. Mình cứ đi qua và không phải trả tiền đi, để rồi tất cả mọi chuyện nó sẽ xảy ra như Mỹ Lộc và coi như Tân Đại thôi. Mọi người dân đều được hưởng hết. Mấy bài đăng vui chả thế đâu vậy. Đó rồi. Sau này tất cả mọi người nhân dân đều được hưởng. Vì có xe cũng như không có xe đều được hưởng hết. Vì không bị thì cộng tiền vào với cả tiền vé xe. Đi đây. Tất cả những anh em lái xe cô hãy thông cảm là không nên thanh toán vé. Không thanh toán tiền đi để được đi. Thôi mình cũng thông cảm, có những cái xe biển LD này có khả năng người ta chở người nước ngoài, người ta không am hiểu hẳn thì người ta đành phải trả tiền thôi. Đây là người ta chở người nước ngoài, có khả năng là người ta không dám nói sai với cả lãnh đạo, người ta không hiểu được thì nó khác. Còn đâu bình thường không, là nếu như người dân nhà mình mà hiểu thì cố gắng lên, không nên chi trả tiền một cách vô lý như này nữa. Đi đây. Đi đây. Đấy, kéo thu đi đi. Không phải vé đâu, đi đi. Sợ những xe này đã mua vé tháng rồi thôi. Chỉ sợ người ta đã mua vé tháng rồi và nó đọc biển là nó đi thôi, nó mở thôi. Còn những đi đây. Đấy, đưa tiền đi. Ơi, cầm tiền. Thôi được rồi. Không phải mua vé đâu. Sau này những tài xế nào đi qua lưu ý, nếu mà có chậm lại một vài phút thì cũng không sao, đừng làm như thế, tự dưng là làm ngược đi với cả anh em đấu tranh nhá. Bất công bất sức của anh em. Đấy, anh em đấu tranh đã phải lên đây đã để ấy rồi, dù sao ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên nên mọi anh em lần sau sẽ cố gắng. Phải đứng ở bên kia cơ, thì thôi hết được cơ. Mong rằng mọi anh em lái xe từ ngày mai đi, bọn tôi sẽ bố trí người để túc trực ở đây để mọi anh em đi qua sẽ không mua vé. Nếu có chậm mất 15 phút, 20 phút có sao đâu. Nay chị là cả nước biết đấy. Vâng. Cả nước biết, ai mọi người biết hết đấy. Đường 5B này là như theo các vị nói chuyện là thu tiền để dành cho đường 5A này, thu tiền để chuyển cho 5B thì không ai người ta nghe được đâu. Tại vì mọi như này là tất cả mọi người dân là phải tự bỏ tiền ra cho các ông đi đánh chén. Nên là xem một tí cho vui. Xem tí cho vui thôi. Anh thích ơi thì làm gì.
Bây giờ mẹ nó quen cả từ thằng nghĩa nào đến thằng bé có toàn là bộ trưởng bộ giao thông là thứ trưởng bộ giao thông phải ra đây trả tiền chúng tôi đi. Tôi thật sự tôi ra cái trạm này thì toàn anh em hết, nên tôi toàn anh em người ta này bảo mình tôi đi về, mình ngại quá không làm gì được. Thế mấy anh em xem thế nào, bố trí nhân lực ra đây để chiến đấu chứ còn gì nữa. Gọi cả thôn cả xã mình ra, quyền lợi của thôn của xã mình cơ mà, mọi người dân đều được hưởng hết cơ mà, có phải cứ thì một ai đâu. Ông hiểu không? Tiền ông mua mà cốc sữa cho con ông đáng ra là chỉ là 10.000 thôi, mà bây giờ phải tăng thêm mất 1.000 là do bị mất cái tiền phí này đấy. Nên ông về ông ấy phải nói chuyện làm sao để mọi người dân đều hiểu. Này đúng là bão rồi. Thế này là bão rồi đấy. Bão chưa to. Bão này chưa to. Vào đi. Mày đi vào trong đi xem là anh em người ta làm thế nào. Các bạn thông cảm nhá, tôi tạm dừng một tí để xem là thế nào. Vì ở đây nó nhiều anh em, các bạn nó cứ bảo mình về đi mà mình ngại quá. Sau một lúc đàm phán với các lãnh đạo không ai ra tiếp, mọi người dân lại bắt đầu tiếp tục đổ ra trạm. Vì ra trạm là mọi người không được ai tiếp đón hết. Các bạn này tiếp tục chuẩn bị xem. Lực lượng cảnh sát cũng tăng cường lên rất nhiều. Nhưng các anh ấy chắc là chỉ làm về mức độ an toàn thôi, trật tự, chứ cũng không can thiệp gì đến các lĩnh vực của mọi người dân, chỉ đảm bảo an toàn, trật tự. Đã có thêm rất nhiều anh em lái xe biết và không mua vé. Nhân viên thu vé bây giờ phải ra tận cửa để xin tiền nhưng cũng không ai bỏ ra rồi. Mọi người đã phải cố gắng đi qua, nên coi như là dừng lại bớt ít thời gian để xem là thực tình nó là như thế nào, thu tiền đúng hay sai. Cái này cần phải có sự trả lời từ các cấp ngành trên, nhưng giờ chưa nhận được một lời nào hết. Hỏi đến lãnh đạo trạm đi hết, trốn hết, không ai ra tiếp. Ngày mai chú Sang thiết kế có thời gian xuống đây với anh em đi. Đông vui lắm.
hôm nay ở đây rất đông vui. Mọi người hãy đang xem là tất cả mọi người dân và anh em từ Nam Định đến Thái Bình hôm nay cùng lên cùng với cả anh em ở trên Hưng Yên để hỏi về vấn đề vì sao cái trạm thu ở chỗ khu vực đường Nam A này duy trì hoạt động rất lâu rồi. Ông là ông sẽ có một lô là chân máy nữa thì là... Mọi người dân đang đứng lên để đòi lại quyền lợi cho mình. Đình Sang à, tôi thì không sao đâu, công việc ở nhà mà có việc thì mình vẫn phải ở thôi. Như hiện tại bây giờ đang có một chiếc xe của vận tải Hải Nga 21 cũng đang không mua vé, đang ủng hộ anh em đây rất tốt, quyết định không mua vé. Anh em lái xe trên toàn quốc hãy xem livestream này và nếu có đi qua trạm soát vé của đường Lam A xin hãy ủng hộ mọi người đấu tranh và trạm là không mua vé, chúng ta phải đòi lại những cái gì chúng ta đã bị chi trả một cách vô lý. Hôm nay cũng rất nhiều anh em ở các nơi từ Nam Định, Thái Bình về đây để xem là cái trạm này đã thu vé là đúng chưa. Chúng ta phải đòi lại bằng được công bằng, không thể để mất tiền một cách vô lý được. Đồng chí Nam, đồng chí Liếc là ở bên Thái Bình và bên Nam Định cũng sang đây ủng hộ anh em ở bên này. Mọi người xem sự nhiệt tình của những người dân rất cao. Rất mong là mọi anh em lái xe đã xem cái này thì nên không mua vé để ủng hộ mọi người đang đấu tranh ở đây.
rất nhiều những gương mặt mà đã có phần góp vào trạm Tân Đệ và trạm Mỹ Lộc thành công. Hôm nay cũng đã hội tụ về đây để cùng anh em đất Hưng Yên đòi lại những cái gì mà vì phi lý. Anh bảo nó còn đang đánh mấy chục cái xe nữa ra rồi. Chúng nó đang chuẩn bị ra. Bây giờ chúng nó mới đang lên. Bọn công an bên bọn kia nó cũng ủng hộ mình nữa, có phải không đâu. Công an thì không ai người ta vừa xong nó vừa bảo em đó là bọn em chỉ cần là bây giờ là không xảy ra va chạm thôi. Còn đấy, nó ùn tắc thì chúng em phải lấy thôi. Người ta đảm bảo về an toàn, an ninh, trật tự. Chứ người ta không ủng hộ. Em cũng đang mong muốn là sẽ ủn mẹ được cái trạm đấy. Nó vừa nói rõ ràng đấy. Mà dân thì cứ sợ. Mọi bên lực lượng chức năng thì chỉ có bên ngành công an thì người ta bắt buộc phải làm, vì người ta làm việc với chức năng của người ta là đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, chứ người ta không phản đối mình vào cái chuyện đấu tranh. Rất chi là rất nhiều người dân ở khu vực này bức xúc rất nhiều rồi, và rất nhiều anh em lái xe ở các tỉnh khác cũng bức xúc vì cái mức độ là không tham gia giao thông bên quốc lộ bên 5B mà lại phải đóng tiền thì không ai nghe được. Nhà nước mà làm kiểu như này thì cũng không ai chấp nhận được. Thủ tướng mà ký những cái văn bản này là cũng không bao giờ chấp nhận được luôn. Vì người dân không tham gia mà lại phải đóng tiền. Đấy, có ai mà đóng tiền nữa không? Xả trạm thôi chứ gì nữa. Việc mà làm này là miễn phí luôn đây này. Việc xả trạm thì cũng không phải là của bên chức năng công an xả được, mà phải là bên những người quản lý của bên trạm người ta mới xả. Và đợi để được xả trạm thì lại phải đúng luật. Ách tắc như thế nào thì mới xả được trạm. Đây là anh em cũng muốn là để ủng hộ đấy. Những xe khách như thế này cũng rất muốn ủng hộ anh em lái xe để tạo thêm một tí áp lực. Anh là toàn bọn quen, có đuổi anh ra. Mẹ ơi. Toàn anh em suốt ngày. Anh em thì vậy, anh em ai đòi ai nộp tiền cho tôi. Đấy, tất nhiên nó là như vậy. Trên phương diện thì cũng là như thế. Đóng mẹ làn vào đấy. Bây giờ phải đóng để xả. Bây giờ đóng mà là phải đóng phải xả, mà đã xả thì mới thành tiền nợ được. Đã xả hôm nay là sẽ xả ngày mai. Đấy. Bây giờ buộc phải để cho nó xả, đóng lát làn vào đi để cho nó xả. Phải xả thì nó mới thành tiền nợ, sau nó mới làm được. Bây giờ nhá, em nói cho anh biết này. Nó phê duyệt cái dự toán của cao tốc Hà Nội thì Hải Phòng là 45.000 tỷ. Mà ba đầu tiên nó phê duyệt có 23% của 45.000 tỷ, hơn 10.000 tỷ. Bây giờ nó lên 39% là mình phải nộp gần 2.000 tỷ. Gần 20.000 tỷ. Đấy, đâu ra tiền để mà giả. Nếu như mà chia như vậy thì mình phải đầu trong 90 mấy năm để hết được cái số tiền đấy cho các bố. Mình đồng ý là mình chia sẻ cái gánh nặng của nhà nước. Thì mình đã nộp từ 2009 đến 2016 rồi. Thông làn các bố thu trên kia rồi thì các bố phải bỏ đây. Các bố thu tận thu luôn. Thu trên, thu dưới, thu trong, thu ngoài. Không có ai. Không có ai. Không có người tiếp rồi. Không có người tiếp. Tất cả các không có người tiếp thì chúng ta đóng làn vào đây để yêu cầu cả, nào giải quyết. Tất cả các lãnh đạo của trạm đã không có mặt ở đây. Mà hôm nay dù rằng nó là ngày thứ hai đầu tuần và cũng lúc trước là chưa hết giờ. Trong đó anh em toàn thấy mình là định về đây. Nó vừa điện nó bảo đang có mấy chục xe sắp ra đây nhưng mà chưa biết là sắp đến bao giờ. Alo. Làm tăng như thế luôn, hai trạm đổ tan nát không được. Làm tăng. Vâng. Bên này. Sắp bảy sáng nó phải này là nó cho. Thế các ông ấy không hiểu à, tôi đây tôi cũng được giảm đây. Thế như bây giờ tôi giảm cho tôi cái xe của tôi đi, tôi đi xe người khác. Người cắt về nhà tôi thì sao?
đéo có ai mà làm việc. Bây giờ em cho đợi nó đang điều xe ra mà. Bây giờ em điều xe đóng hết làn nào. Nó đang ra đây, nó đang bảo nó đôi chục con nó đang đi ra đây. Còn lại những làn kia chúng tôi đóng. Ba làn xuống đúng không? Ba làn lên đúng không? Đóng hai làn xuống, hai làn lên, một để một làn lưu thông thì là buộc nó phải xả trạm. Và các lực lượng chức năng này cũng đỡ phải vất vả này. Những xe mà chỉ đứng lâu thêm một chút thôi là người ta sẽ phải trả cho đi. Nên anh em chịu khó đứng lại 10-15 phút. Nếu ai có việc bật lắm thì cứ lên đường, trả tiền lên đường. Còn ai đủ điều kiện thì không phải trả tiền, rồi cũng được đi. Chúng ta hôm nay là đang đấu tranh để đòi lại quyền lợi cho tất cả mọi người. Nó phân luồng từ đầu dưới kia rồi. À, nó phân dưới rồi. Trên này mà bị hiện tượng tắc cái là nó phân luồng đầu dưới kia ngay. Có lối luôn à? Nó giải mã đằng kia luôn thì là xe nó sẽ không bị ùn ở đây được. Đâu? Trong kia làm việc rồi đấy anh ạ. Vào đi xem nào. Hiện tại bây giờ là bên cơ quan công an đã phân luồng cho các xe đi hết đường khác vì sợ các xe lên đây là bị ùn ứ, nên đã có một số chốt ở khu vực ở dưới ngã tư dưới phố lối các thứ đã phân luồng đi theo đường 39 và đi theo vào đường Lạc Đạo, nên lượng xe đi qua đây là rất ít. Bình thường giờ này mọi ngày thì các xe chỉ cần đỗ lại 3 phút thôi thì đã không còn chỗ để lách rồi. Nhưng ngày hôm nay họ làm công tác chuẩn bị rất tốt, đã phân luồng được các xe đi hướng khác. Thời tiết ở đây cũng không được đẹp cho lắm. Bây giờ là đang chuẩn bị của cơn bão đổ bộ vào, thành ra trời cũng đã lác đác có những hạt mưa. Nhưng mọi người vẫn rất nhiệt tình. Hoàn toàn đến giờ phút này là VTV có khả năng là đã về. Rất mong là các đồng chí về đây để hợp tác cùng làm, tác nghiệp cùng với cả anh em ở đây. Ngày mai các bạn, chiều tối nay các bạn có thể là đã được thấy ở trên màn hình TV rồi.
vì cung đường này có rất nhiều tuyến tránh nên là lực lượng chức năng đã bố trí người để phân tuyến, không cho xe dồn về trạm soát vé nữa, thành ra là lại vắng như mùng một Tết. Anh như thế à, chú nào? Bây giờ là kiểu xe à? Mong rằng tất cả những anh em ở khu vực chợ Đường Cái Hưng Yên mà có xe ô tô thì hãy cùng cộng hưởng với anh em ở đây để chiến đấu với những cái sai trái này. Phản đối trạm thu sai quy định, thu phí sai quy định. Đáng ra là ở đây không được phép thu, nhưng mà cứ đè ra thu của người dân bao nhiêu năm nay rồi. Nên bây giờ người ta phải đứng lên, người ta hỏi, người ta không đi đường sao lại bắt người ta trả tiền. Đường này đường của nhà nước đã hết thu cách đây hàng chục năm rồi. Đấy, anh ta bã đi và tự gạt barrier ra, ẩn barrier ra để đi. Chúng ta sẽ không coi như là đồng lòng để giả tiền một cách vô lý như thế, nên đã có những lái xe đã cố tình ẩn barrier để đi nhưng không vấn đề gì hết. Mong rằng mọi anh em lái xe đi qua ủng hộ không mua vé. Nếu có bị mất thời gian chỉ mất 10-15 phút thì người ta cũng phải cho đi. Đồng chí cảnh sát đang ra chỉ đạo anh em của mình là xe đông barrier sao không chặn lại. Không biết là các đồng chí nghĩ như thế nào, không ủng hộ người dân. Cãi nó tiếp, mình vào toàn anh em quen biết không nó muốn nói chuyện. Các bạn có thể sang kênh khác để xem được cái cuộc nói chuyện trực tiếp với cả các lãnh đạo đang phát ở livestream của đồng chí Lam. Các bạn bỏ tiền rất nhiều để đi một tuyến đường mà trong khi đó là đường lại là đường của nhà nước. Nhiều chỗ hỏng rất xấu rất nhiều mà lại xảy ra rất nhiều tai nạn chỉ vì mặt đường ngoằn ngoèo, không sửa chữa.
công an Hải Dương thì vạch liền, vạch cắt thì không rõ ràng nhưng mà bắt rất nhiều lái xe. Thế nên là đề nghị các đồng chí lái xe phải tập trung vào để mình đòi lại những cái gì quyền lợi mà của mình là cao nhất. Đã có rất nhiều xe tai nạn vì những cái rãnh mà nó bị gồ ghề. Khi trời mưa chạy đã bị trượt lái, nhảy lên vỉa ba toa rất nhiều. Nhưng người ta không chịu đầu tư làm, nhưng mà tiền thì vẫn thu đều. Vạch kẻ đường mờ hết, hỏng hết, không có làm lại để cho lái xe phân biệt được mình đi như thế nào. Nhưng công an thì Hải Dương thì lại ra công để bắt là vấn đề đè vào vạch và chuyển làn. Rất vô lý. Có thể rất nhiều người dân chưa được hiểu hết về cái tuyến đường này vì cứ nghĩ là đường của người ta là người ta được thu tiền, nhưng không phải. Đường này là đường của nhà nước, đã hết thu, hết thời hạn thu tiền nhưng vẫn cố tình bỏ đặt trạm ra thu. Những người hiểu biết thì hiện tại bây giờ đang đứng đấu tranh ở đây. Họ đã phân làn để cho xe đi theo hướng khác rất nhiều rồi, nhưng lượng xe bây giờ qua đây là rất thấp, chúng ta có thể nhìn thấy được, rất vắng vẻ như ngày mùng 1 Tết. Đặc thù riêng của tuyến đường này là dưới ngã tư Phố Lối sẽ có đường rẽ đi vào đường 39 để lên Eco Park và lên Hà Nội, cùng với cả một cái tuyến đường nữa là rẽ sang bên khu ga Lạc Đạo, người ta có thể giải tỏa được. Nên những giờ cao điểm này họ đã chuẩn bị rất kỹ càng, không gây ra sự coi như là ùn ứ một tí nào hết. Xe rất thông, đường rất thoáng. Các bạn nhìn thấy có giống Tết không? Như ngày Tết nhỉ? Đường vắng như ngày Tết. Những ngày thường như này thì giờ này thì không cần phải ai chặn thì vẫn tắc, nhưng hôm nay thì lại rất thông, đường rất thoáng. Xin lỗi các bạn nhé. Để đến lúc nào có cái lúc nào mà rất nhiều xe thì tôi sẽ livestream lại tiếp tục để các bạn theo dõi. Giờ phút này là quá vắng xe nên là mình sẽ tạm dừng không livestream nữa. Yeah. Chân đi qua. Em không có tiền. Em không đi đường năm. Em không đi đường 5B. Em không đi đâu, em không đi đâu. Em không đóng tiền đâu. Cái đường này là đường nhà nước làm hoàn vốn rồi, bọn em không bây giờ bọn em phải bọn em đi trên đường này chứ không phải đi trên đường cao tốc.
em rất là hiểu chị nào cũng chỉ là người đi làm thuê và bọn em chỉ là người đi làm. Em thường xuyên đi qua đây và thường xuyên là đóng những khoản tiền rất là bất hợp lý. Rồi em biết rồi, em biết rồi, em cũng không xin chị. Cần thì em muốn hiểu thì em vào trong nhà gặp cán bộ. Em gặp nhiều lắm rồi nhưng mà người ta không giải thích cho em. Đấy. Bây giờ chị mở cho em đi. Em đi luôn, khỏi anh các giao thông. Bây giờ tất cả đấu tranh vì cái chung cho anh em lái xe thông cảm nhá. Không bấm còi cả, bây giờ đấu tranh vì cái chung cho anh em thôi. Tôi rất là bận bỏ thời gian qua đây để biểu tình để anh em làm sao hiểu sự sai trái ở cái trạm này nhá. Đằng sau tắc lắm chị ơi. Chú em mua vé tháng rồi, tắc cái này đi làm sao được. Đấy, bây giờ phải xả trạm B em đi. Em không đóng tiền đường này. Đây là cái trạm này là thu để ấy. Cái đường này đã được hoàn vốn hết rồi mà bây giờ vẫn còn thu tiếp từ 23% lên tận 39%, 18.000 tỷ để bù vào cái đường 5B mới. Nhưng mà chúng tôi không đi một bước đường 5B nào, ngày nào cũng đi qua đây phải mất tiền oan như thế này đúng không? Mới chúng tôi đi nào được bao nhiêu tiền? Chị ơi, quay điện báo cáo lãnh đạo cho người ta đi đường tắc rồi. Bây giờ anh em lái xe phải thông cảm nhá, tất cả vì cái chung nhá. Tôi không làm anh ta giao thông nhưng mà làm sao phải cho nó đúng. Chứ còn ai cũng biết một thân một mình ấy thì suốt ngày chỉ có mất tiền oan thôi, suốt đời chỉ mất tiền oan thôi. Nào bây giờ tôi có đầy đủ số liệu đây rồi, tôi nghiên cứu kỹ rồi. Bây giờ thu nó vô lý bất hợp lý, cái đường này làm mấy chục năm nay, thu từ năm 96 nó hoàn vốn rồi. Bây giờ cái phí bảo trì đường bộ mà tôi năm nào cũng đóng rồi 180.000 đồng một tháng đối với xe con. Mà bây giờ thu như thế thì bây giờ được bảo trì đường bộ, cái số vốn là bảo trì là tiền của nhân dân thì bây giờ cũng không phải đường của nhà nước, bây giờ đường của nhân dân, chúng tôi đi trên đường của nhân dân. Bây giờ lấy cái đường của nhân dân ra để thu bù vào cái đường 5B là thế nào. Cái đường 5B là VDP, họ làm ăn cái việc cá nhân, bây giờ họ của doanh nghiệp, bây giờ họ thu họ cũng đúng không đúng. Bây giờ làm ăn thu quá đắt, thu quá cao, làm ăn đi bây giờ thành ra bây giờ để thu bù ở trên cái đường này để bắt dân người ta như thế thì không đi được. Nào chị mở cửa để em đi khỏi để ách tắc giao thông. Nào em không mua vé. Rồi ok, ngồi luôn, ngồi kể cả từ giờ đến chiều luôn, từ giờ đến mai luôn, xe này đang rảnh. Anh em tắt đường nhá. Anh em lái xe tất cả phải hiểu cái sự bất hợp lý. Đấy. Không mở cửa tắt đường thôi. Tắt đường phải xả trạm. Còn thích thì giữ xe luôn. Anh em lái xe ấy, chia sẻ rộng rãi vào các nhóm hội lái xe ấy để cho anh biết được đây là cái sự sai trái vô lý, những cái đồng tiền mình mất oan bao nhiêu năm nay. Đấy à, nhân viên chặn vé nhá. Chặn đầu xe tôi nhá, chặn đầu chặn cuối nhá. Tôi không có tiền nhá, vậy tôi không có tiền. Tôi đi trên đường của tôi, của nhân dân, tôi không phải đóng tiền. Rốt xe ra phải chịu trách nhiệm nhá. Là nhà tôi khởi kiện đấy.
cổng xe như vậy, cổng xe này. Cổng xe này. À. Đây là giao dịch thật sự nhá. Đây là giao dịch thật sự nhá. Rồi. Này, anh nói chú nhá, đi ra ngoài không? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài không? Sống không? Không ra ngoài cả. Trời ơi. Quá. Được rồi. Được. Đấy anh em nhìn nhá. Đẩy tôi này. Ôi giời. Được. Được. Đấy anh em thấy đấy. Bây giờ chấn lột tiền của dân đấy. Bây giờ công an, bây giờ giao dịch dân sự mà công an ra. Công an ra bắt kìa. Ra kéo vào tôi này. Ok. Đừng ai gọi tôi giờ này nhá, đừng gọi nhiều quá. Em đang đóng đàn này anh Thắng ơi. Em mua vào nhiều rồi chị ơi. Nhưng mà lực lượng công an còn đông hơn cả dân cơ. Đây là giao dịch dân sự mà bây giờ công an làm như thế này. Đấy em ra còn khóa cả tay em này, đuổi em ra này. Tùng Anh ở đây mình không nhìn thấy bên kia, đang bị công an bắt đầy xe kìa. Chào anh Quyền nhá, anh Quyền ơi. Thằng khóa tay anh Hùng này nó khóa mẹ tay em này. Mẹ nó. Hai thằng chó. Một thằng chó vàng, một thằng chó xanh này nó khóa tay em này. Thì cụ cho nó. Em nói lý rồi, nó là cẩu xe con gà mái ơi. Ờ đúng rồi, nó vừa ra cướp điện thoại rồi nè, vừa có thằng giằng điện thoại nhưng mà không giằng được. Đấy, nhìn thấy quay trên clip có luôn rồi đấy. Đây chỉ là giao dịch dân sự giữa người dân và doanh nghiệp. Bây giờ ra công an ra đông hơn cả xe này, chấn áp lái xe này. Tôi thì 40.000 nó không quan trọng, nó thật sự là bây giờ tôi chẳng mấy khi đi qua đây đâu. Nhưng mà tôi đi, hôm nay tôi đi qua đây tôi bức xúc anh em. Trời ơi, mày dẹp chán đấy. Tao đây mẹ kể cả tiền lẻ tới đây. Sợ quá, mình vừa ra rồi. Ra để xem anh em nào công an ra. Mấy kít xung quanh lại tóm tay, khóa tay, giật điện thoại. Ôi dồi ôi. Trên là chim vẫn còn này. Ôi thì chết rồi, bên kia nó lại... Hạ xuống em bảo. Hạ xuống làm việc. Hạ xuống làm việc. Ờ à, thế chị ơi. Chị nói ngay từ đầu đúng không? Chị em mình đều là người đi làm đúng không?
À bây giờ nhá. Hôm nay nữa là mà em đang nói chuyện với chị mà. Ở đây bao tiền chị? 40 cái gì? Ngày mai sẽ không bao giờ có luôn. Hôm nay là rất là bận. Bây giờ nhà không có việc nhá. Coi như là tôi đánh rơi 40.000 ngày hôm nay nhá. Nhưng mà để cho mà biết, nghĩa là để cho đương nhiên để quay để cho người ta biết là lý do vì sao mà cái trạm này để người ta biểu tình như thế. Còn đâu tôi 40.000 thì nó không phải là quá to. Đấy. Tôi sẽ đóng tiền này. Đóng tiền cho mọi người xem này. Tiền đây, tiền đóng mua vé mà. Mua vé mà. Đây là biết là mất oan rồi nhưng mà hôm nay công việc bận nhá. Rồi ok anh nhá. Anh em mình là thái độ hòa nhã bình thường nhá. Em rất là tôn trọng các anh nhá. Anh em mình đều là những người đi làm thôi. Nên là em không muốn gây hấn với các anh và lực lượng chức năng. Đây là chỉ là giữa bên em và bên VDP. Đấy, nhà đầu tư nhá. Còn đâu em biết là cái số tiền này hôm nay là em mất oan. Em mất coi như cho con em mấy hộp, con em nó nhịn mấy hộp sữa đi. Ok. Ai thu đây? Ok. Anh em mình bình thường anh nhá. Ok anh. Rồi ok. Hai, bao nhiêu ạ? Anh đếm đi. Chị đếm cái. Con gà mái thông cảm cho em nhá, em phải đi luôn. Em biết là không đi không phải trả tiền rồi, em không sợ chúng nó đâu. Nhưng mà bây giờ phải đi. Chị đếm cho em ơi, bao nhiêu rồi? 2.000, 1.000. Bao nhiêu rồi chị ơi? Em biết rồi anh Thắng ơi, nhưng mà em bận lắm, bây giờ phải đi, em không muốn lằng nhằng, gọi là bố thí cho cái bọn cướp bóc thôi. Em nói chị nhá. Ê, bao nhiêu ạ? À? Ê, không, tiền đâu phải giấy đâu, chị đếm lại rồi. 8.000. 8.000 rồi, bao nhiêu rồi? 18.000 rồi. 8.000 rồi. 19.000 à? 21.000 à? 23.000 à? 25.000 à? 27. Xong lại 28. 30. 32. 34. 36. Thôi chết rồi, thiếu 2.000 rồi. 38. 0, không được nói người ta thế nha các bạn nhá. Người ta là người đi làm thôi, không được nói như thế. Cho em nợ 2.000 được không? À 37.000 à. Đây 39.000. Cho nợ 1.000 nhá. 1.000 không nợ. Rồi ok. Có 500.000. Ê, cái đếm cắn thế tiền nào thì sao? Giải em 456 đây. Giải 456 tiền cắn thế đây. Bao nhiêu đây? 497 à? Sao lại 497? 7.000 lẻ của em cũ đúng không? Sao lại 7.000 lẻ cũ à? Em 409 thế. Rồi, ok. Cái vé à? Đây là vé gì đây? Tổng công ty phát triển hạ tầng đầu tư tài chính Việt Nam. Tổng cái tổng chỉ vả nhà chúng nó chứ mẹ, đây là tiền đường của nhà nước, bảo trì nhà nước, bây giờ được tổng này. Mang mắc VDP đây. Tôi nói anh em này, hôm nay không phải là tôi sợ hay là nó sợ vấn đề gì nhá. Bây giờ tôi phải đi có việc. Chiều nay tôi quay lại và sẽ không mất một đồng nào nữa. Bây giờ tôi về tôi giải quyết công việc nhá. VDP này, nhổ vào cái VDP này, cướp bóc nhân dân. Mẹ chúng nó. Đi đường lái xe nó no bao nhiêu thứ công việc rồi mà bây giờ nó còn như thế. Nó còn cướp bóc đủ các hình thức. À, thế đóng tiền rồi lại chặn à? Hả? Ơi, à, đóng tiền vé đây sao lại chặn? Hả? À, bà con xem này, đóng tiền rồi vẫn chặn này.
rồi, xe máy nó đi qua nó xuống phật đấy. Đấy anh em thấy như này, anh em đấu tranh này rất là nhiều, tí tôi xong công việc tôi lại vòng lại. Nó bắt bố láo quá. Công an này lật bài ngửa ra luôn. Bình thường danh nghĩa bảo vệ dân, bảo đảm bảo an ninh vẫn cứ hôm nay thì lật bài ngửa luôn, là chơi bài ngửa là bắt xe của những người biểu tình luôn. Nên anh em phải cần sự đoàn kết lớn. Nhiều xe không phải làm lẻ tẻ vài người chịu thua. Chiều nay tôi quay lại. Anh em lái xe các vùng miền nhá. Hiện giờ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 làn đang được các anh em lái xe ủng hộ. Ôi, phí để... hết hạn rồi, vẫn thu. Vẫn... phí hết hạn rồi, vẫn ra thu. Dân ý kiến. Em đến ngày bao nhiêu thì hết. Có văn bản đến ngày nào hết, ngày nào ấy, tại sao lại thu đắt. Hiện tại tất cả anh em lái xe đang chờ một cái văn bản của trạm thu phí. Họ trả lời rằng cái trạm thu phí này còn được thu hay không, thu đến ngày nào. Anh em đang ủng hộ rất là đông. Lượng xe cộ hiện giờ đang khá là đông. Cái xe trước mặt mọi người thì theo mọi người dự đoán thì đang rất là khó có thể kéo được đi, bởi vì cái xe nó quá lớn. Anh em lái xe qua đây thì nên ôn hòa, đi chậm, đảm bảo an toàn giao thông. Thank you.
đến sớm không? Hiện giờ lực lượng chức năng của địa phương, của huyện và của tỉnh và các huyện lân cận đã ra tham gia bảo vệ trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội rất là lớn. Lực lượng có thể lên tới 500 người. Anh em lái xe mà có lộ trình qua trạm thu phí số 1 quốc lộ 5 thì nên đi chậm để đảm bảo an toàn giao thông. Một chiếc đũa thì có thể bẻ gãy nhưng mà cả bó đũa thì rất khó có thể bẻ được. Bây giờ anh em muốn là đi qua trạm thì có một cái văn bản là tại sao không thu phí. Thế mai đi qua, anh em đi qua thì họ vẫn thu thì làm thế nào? Họ có thể gửi lên giấy mời về nhà, họ thu tiền tại nhà, họ bảo mình trốn làm sao? Anh em đang rất là muốn cái câu trả lời. Hiện tại sự bàn tán của anh em lái xe và bàn tán của cơ quan chức năng với trạm xả đang rất là đông. Chúng tôi thấy lực lượng chức năng đang rất là cố gắng. Đây là trạm thu phí số 1 quốc lộ 5A, địa phận Văn Lâm, Hưng Yên. Tất cả anh em lái xe có lộ trình qua đây nên chú ý giảm tốc độ, đảm bảo an toàn giao thông. Vì hiện giờ chúng tôi thấy là lưu lượng xe đi qua trạm khá là đông. Anh em nên đi chậm để đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và
cho những người tham gia giao thông xung quanh. Chúng tôi đang cố gắng xem ai sẽ là người cẩu cái xe này. Cơ quan chức năng có những nhiệm vụ gì để cẩu được cái xe này? Hiện giờ tôi thấy đang rất là căng thẳng tại trạm thu phí, bởi vì cơ quan. Nếu mà mời vào thì anh em mở trạm cho bọn em lấy xe vào. Ở đây không cấm quay phim chủ ái. Alo. Nói đi anh. Sao anh biết? Cái gì không hay? Đúng rồi. Đâu? À đây, để. Rồi, ok. Hiện tại đang những cái làn rừng này 1, 2, 3, 4, 5, 6 làn. Hiện giờ là cả hai làn xe máy của trạm thu phí là 10. Hiện giờ trạm đang đóng rừng, tạm dừng hình như là 6 làn. Kỹ thế, con trang kỹ thế. Hả? Con sống biết không? Không. Ông tưởng khẩu trang thì ta không nhận ra không ạ? Không có cái khẩu trang này. Chung là rất bức xúc anh em ạ. Đường thì đang đi đường của mình, không cho đi. Mà tại sao không cho đi thì bảo là phải đóng tiền. Thế bây giờ là cái này là của mình mà mình phải đóng tiền nữa thì không biết là như thế nào. Ví dụ như ngày xưa mà Lương Sơn Đạt thì bảo là đường này do ta mở hả? Đấy, núi này do ta đắp lên thì hạn đấy, đi qua phải đóng tiền như đây. Rõ ràng là đường của dân mà dân đi qua vẫn phải đóng tiền. Không hiểu là như thế nào đây.
anh em lái xe cả lớp cố gắng, nếu mà có lộ trình qua trạm thu phí số 1 quốc lộ 5A thì nên đi chậm, giữ an toàn giao thông cho bản thân và những người xung quanh, vì hiện giờ lưu lượng xe tại trạm thu phí đang rất là đông, nên đi chậm để đảm bảo an toàn giao thông. Hiện tại hai làn còn lại là đang được xả. Anh em lái xe có lộ trình qua đây đang rất là may mắn và khi đi qua đây tạm thời ngày hôm nay không mất tiền ạ. Đây, các bố bảo là vé thám đây. Để tôi quay lại xem là những quân nào là vé thám. À, 15 này. Đây, con này này, xem có phải vé thám không? Sao tra lại xem có phải là vé thám không? Đúng rồi, tất cả các xe đều phải vé thám đây. Chứ không phải là phải mất phí đây. Đây, xem này, không phải là vé thám, tất cả là vé thám không? Đây, ở đâu đây vé thám này? Em ngồi đây nhé, em sang bên kia nhé. Em lên cửa đấy. Hiện tại màn này đang được xả. Hiện tại những anh em lái xe tạm thời đi qua đây là không mất phí. Chúng ta cần câu trả lời của trạm. Đây là tầng chất lượng của mình, mua và bán, sẽ là hỏi nhân viên đăng ký là đây là vé gì, đây là vé gì, anh có phải chủ phương tiện không? Anh không thể trực tiếp điều khiển phương tiện, anh đừng quay. Sao? Anh đừng quay mà đem. Sao? Anh quay thoải mái, anh đừng quay dí mà đem nhá. Đây là bạn dí vào mặt vào đây nha. Rồi, hay lắm. Rất tốt.
Đây là trạm thu phí số 1 quốc lộ 5A địa phận Văn Lâm Hưng Yên. Anh em lái xe hiện giờ đang rất là vất vả, cơ quan chức năng cũng đang rất là vất vả. Chỉ vì một cái gì đó, dân và lực lượng chức năng cả hai cùng rất là vất vả nhưng mà chưa được giải quyết cụ thể. Lên xe ngồi đi, lên xe ngồi đi. Anh em có lộ trình qua trạm thu phí số 1 quốc lộ 5 nên đi chậm, nên cố gắng đi rất chậm để đảm bảo an toàn giao thông vì lượng xe tại trạm thu phí hiện giờ đang rất là đông và không đảm bảo an toàn. Hội lái xe anh em có vẻ rất là hào hứng nhưng mà chắc là do không có thời gian để đứng lại. Họ đang cố gắng là vớt được cái gì thì vớt. Anh em lái xe lưu ý là họ đang cố gắng vớt được cái gì thì vớt. Đây là họ đang cố gắng để vớt. Họ đang cố gắng để vớt. Tớ lại sang xe rồi. Máy xuống. Còn anh sang xe gì? Họ đang cố gắng vớt được những gì họ muốn vớt.
do đó cần rất cần những cái xe đi qua nó đảm bảo an toàn. Hiện tại các bạn chú ý nhá. Hiện giờ là xe cẩu của cứu hộ giao thông 116 đang chuẩn bị cẩu chiếc xe tôi đang ngồi. Xin chào mọi người. Đồng chí kia rất là quen, tôi gặp từ năm ngoái. Đồng chí này đang có sự định cẩu xe tôi ngồi. Ai cho phép cẩu bây giờ? Ai chỉ đạo cẩu xe đây? Gạch đá cả nước lém bây giờ. Anh em đang rất là vất vả. Số điện thoại khá là đẹp. Tôi định giá hai cái số điện thoại này là khoảng tầm 300 triệu một số.
bán đấu giá. Tôi có thể bán đấu giá hai cái số này là 500 triệu. Ai có thể mua được cái hai cái số điện thoại này với giá cao hơn không ạ? Hai số điện thoại khá là đẹp. Mệt mỏi bạn. Anh ơi, sang bên kia nào anh ơi. Cá nhân nhá, đồng chí này đang rất là vất vả. Nếu mà không bán vé thì bỏ ra cho người ta đi, thôi tách ra không? Thế rồi, người ta không phải là không chấp hành. Người ta mua vé mà bỏ để người ta đi cơ mà. Tất cả hàng nghìn người xem với cả anh em lái xe ra kiếm nhá. Chúng tôi lái xe là muốn mua vé. Trạm chưa trả lời được, chưa bán vé thì mở ra đi ra để cho anh em lái xe đi vào trạm làm việc. Bây giờ đây chức năng ở đây là anh phải tác động với trạm là bỏ. Ra đi ra để anh em lái xe vào trạm làm việc cho nó tắt đường. À, hiện giờ ngày xưa đó ở trong Cai Lậy đã một cái doanh nghiệp cẩu xe đã bị tạm thời nghỉ vì cẩu xe của lái xe rồi. Ok sếp ơi. Đấy, bây giờ người ta mở làn ra, nếu mà tất cả anh em lái xe vào trong trạm làm việc. Rồi, bây giờ tức là hiện giờ doanh nghiệp xe cẩu họ đã cố gắng làm việc theo đúng công việc của họ. Họ không nghèo ai cả. Họ vẫn là người đi làm thuê. Lực lượng chức năng người ta cũng chỉ đảm bảo cho giao thông thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh em lái xe khu vực Văn Lâm Hương Yên đang rất là vui mừng. Chỗ làm rừng á. Xít đi cẩu xe nhá. Anh lái xe hay lắm. Xít đi cẩu xe nhá. Nhưng không dám. Có xả đâu anh? Có xả đâu rồi? Xả thôi. Dòng nước đã. Có vào trong không? Có chứ. Hiện giờ tôi sẽ quay lại và cùng anh em lái xe lên làm việc với ban quản lý trạm thu phí. Anh em lái xe phải đoàn kết. Anh em phải đoàn kết bởi vì sao? Bởi vì một chiếc đũa, một đôi đũa người ta có thể bẻ gãy, nhưng mà chúng ta thành một lắm đũa thì không ai có thể bẻ được. BOT quốc lộ 5 đã được xả rồi nhá anh em nhá. Được xả trạm rồi. Đã được xả trạm. Cần nắm những cái gật đầu của anh em. Cần nắm những cái gật đầu của anh em và mong anh em ủng hộ nhá. Livestream trực tiếp đi. Xả trạm rồi, xả trạm rồi. Các chị nhân viên cũng rất là vất vả. Họ đang đứng ra đường để cố vớt được những gì họ vớt, họ muốn vớt. Cần nắm mọi người ủng hộ.
xả trạm rồi nhá. Đấy, xuống chân xuống nước. Chúng tôi cần tất cả, thì tất cả chúng ta đoàn kết thì mới thắng lợi. Rất cần sự đoàn kết của mọi người. Cần nắm sự đoàn kết của mọi người. Cẩu cái xe này, anh lái xe cẩu kia vẫn cố quyết tâm là cẩu cái xe này. Không xuống, mày ngồi đi này. Đóng cửa vào. Đập nhẹ, đập cửa xe nhẹ đây anh ạ. Của em được tài sản em đập nhẹ thôi. Đề nghị cơ quan chức năng lên phân tâm, lên công minh với những cái hành động nào nó sai trái. Những hành động nào cảm thấy sai trái thì lên loại bỏ. Những hành động sai trái cơ quan chức năng lên loại bỏ và loại trừ nó đi. Chúng tôi cần, rất cần sự công tâm của cơ quan chức năng. Khả năng họ đang muốn cho xe chúng tôi về huyện Văn Lâm. Anh lái xe cẩu đang rất là vất vả. Có thể họ chỉ là nghe theo sự chỉ đạo của cấp trên thôi, nhưng mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cứ một tính xuống ạ. Này, mời tất cả xuống xe làm việc. Các ông vừa bắt tôi, chúng tôi lên, bây giờ các anh lại bắt xuống. Thế bây giờ câu nào là câu cuối của các anh? Anh xuống làm việc. Anh là anh Nguyễn Văn Dương. Câu nào là câu cuối của anh? Anh chốt câu cuối cho tôi. Anh xuống đây làm việc. Có phải là lần cuối không? Mời xuống khỏi xe làm việc. Tí có đẩy tôi lên được không? Tí anh có đẩy tôi lên xe được không? Anh có đẩy tôi lên xe nữa không? Tôi không đẩy lên xe mà tôi mời anh xuống xe làm việc. Anh vừa đẩy anh này lên xe. Tôi không đẩy. Anh không được nữa. Tôi không nói chuyện với anh. Đi về đi. Từ từ này, em vào xuống nhá. Đây này em ơi, yêu cầu mấy anh này xuống, bảo anh cơ động yêu cầu mấy anh này xuống. Thôi mời hai anh xuống xe đi. Yêu cầu cơ động xuống cơ động mời. Anh có bảng tên anh là chức vụ như thế nào ạ? Anh có chức vụ gì ở đây ạ? Anh là thiếu tá, anh có chức vụ gì ở đây ạ? Anh thì có bảng tên rồi ạ. Anh có chức vụ gì ở đây ạ? Di chuyển xe tôi với độ dốc rất là cao. Khả năng tai nạn của chúng tôi rất là lớn. Đồng chí này hình như ở dưới Mỹ Hào. Biết copy nhạc đấy. Biết copy nhạc đấy. Biết copy nhạc đấy. Biết sử dụng máy tính. Biết sử dụng máy tính. Mm-hmm.